Chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay thì 49 ngày của anh Long á, thì anh ca sĩ Lâm Vũ và một số bạn đi đến mộ của Dương Long thắp nhang. Thì mình sẽ quay tường tận để mình gửi đến các bạn nha. Nó nằm trước thì nó cũng trả nợ trước. Nó người ở lại mới khổ chứ còn đi rồi thì nó nghiên công trước nó bởi số chạy lâu cho khỏi số số nó có 2 tuổi rồi. Đi rồi để lại gieo bao thương nhớ cho bao nhiêu người. Nó còn hẹn con là hết Covid rồi về, nhớ mới đi nhỏ quá rồi. Đúng, nhớ nó nhớ. Bây giờ mày làm sao mà về lúc nào cũng được thì cái chuyện mà về, nói chung là về Việt Nam thấy cũng sung sướng hơn. Bây giờ có cha có mẹ kế bên, con nói giờ đi đâu mà lang bang nhiều gì ba đứa con mà rốt cuộc rồi bị về diễn được không được cái gì. Chồng nó cũng đã hết vướng rồi thì nó được quyền nó đi, ai thì ở lại thì thương nhớ nó mà kệ cho nó, giờ nó nhìn nó thấy thôi chứ biết làm cái gì. Nhưng mà giờ nó cũng có cái là nó nằm kế bên mộ ông nội bà nội, dạ, thì đó, cũng gia đình cũng yên tâm, dạ. Cái mộ ông nội bà nội ở đây yên tĩnh. Chung con đâu có ngờ một ngày cũng đứng ở trước mộ nó vậy. Không mà bố không ngờ bây giờ ra nằm đây chứ còn giờ này nó phải đàn nó hát. Phải đàn hát rồi nó nhậu rượu với mà đàn nó cầm có chiếc đũa nó tập với dân dây đàn thì là cái cú của nó. Bây giờ nó nằm đây mày về tới nhà nó còn hẹn con là hết Covid rồi về, nhớ mới đi nhỏ quá rồi. Đúng, nhớ mà. Nhớ nó bây giờ mày làm sao mà về lúc nào cũng được thì cái chuyện mà về, nói chung là về Việt Nam thấy cũng sung sướng hơn. Bây giờ có cha có mẹ kế bên, con nói giờ đi đâu mà lang bang nhiều gì ba đứa con mà rốt cuộc rồi bị về diễn được không được cái gì. Chồng nó cũng đã hết vướng rồi thì nó được quyền nó đi, ai thì ở lại thì thương nhớ nó mà kệ cho nó, giờ nó nhìn nó thấy thôi chứ biết làm gì. Nhưng mà giờ nó cũng có cái là nó nằm kế bên mộ ông nội bà nội, gia đình cũng yên tâm. Cái mộ ông nội bà nội ở đây yên tĩnh.
chung con đâu có ngờ một ngày con đứng ở trước mộ nó vậy. Có mà bố không ngờ bây giờ ra nằm đây chứ còn. Giờ này nó phải đàn nó. Dạ, nó phải đàn hát rồi nó nhậu rượu với mà đàn nó cầm có chiếc đũa nó tập dây đàn thì là cái cú của nó. Dạ. Bây giờ nó nằm đây. Mày về tới nhà. Ở đây rất nhà, rất là bố hồi còn nhỏ đi học ở đây nè, rất quê nhà, rất gia đình. Nhãn gì phải nhãn gì nhãn anh chồng đó. Nó nói về đây. Mẹ mẹ nhãn, đây. Anh. Dạ dạ ăn trước anh không anh chỉ nói dành ăn mà không anh nó hay dành ăn lắm không anh phải ăn trước đó dành ăn dành uống là năm 2013 qua là anh là gì đó là Mỹ Úc Canada là quậy có tiếng mà đó luôn rồi khách công tử bạch công tử luôn đấy khách công tử bạch công tử. Con với nó là ngoài Cẩm Ly ra thì hầu như con với nó là có nhiều kỷ niệm nhất so với ca sĩ. Bữa đó con với nó mà hát công tử bạch công tử là mà nổi quá là dạ. quá trời. Quá trời nổi quá cái lúc nó làm chương trình nổi. Nổi. Ai cũng khen. Có gì kêu ngoài. Về bán kêu bèo đi hàng nhãn trồng cũng ngon á. Thật sự rất xúc động với lời tâm sự của anh Lâm Vũ đối với người bạn thân của mình, người ta cảm ơn. Chồng anh đúng không anh ơi? Lý Hải là chị, Lý Hải gì đầu tiên. Cái bữa ngay cái ngày cao cốt luôn. Chị Mai Quy có về rồi Sơn Hạ. Chị Đồng Thái, Quách Tinh Du. Nói chung anh em ai cũng thương nó hết trơn. Người bình thường cũng thương nó, gặp nó là thương nó. Thì vấn đề là cái tánh mà cũng sống hết cho người, không gì mình không. Tại sao tụi con cũng có mấy anh em, cũng có một vài cái, tức là chơi chung với nhau, nó đều cái tính cách nó hơi giống giống nhau. Sống thì không gì bản thân mình gì hết trơn á. Không, tức là bản thân là không có gì bản thân gì mình luôn á. Tức là có nhiêu là cho đi hết à. Không có giữ lại cái gì hết trơn. Tính nó hòa đồng. Dạ, yeah, nói chung là mọi thứ nên là không có gì phải chê về nó hết trơn. Yeah. Xây vô hơi nhàn tí thôi. Nhà vui, mớm vui.